Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta có thể là xóa và cũng như là kiểm tra được những cái bức hình, những cái hình ảnh và video trùng lặp khi mà sử dụng điện thoại iPhone. Khi mà các bạn sử dụng điện thoại iPhone thì với những đặc biệt là những cái bạn mà sử dụng những cái dòng điện thoại iPhone có cái mức dung lượng tiêu chuẩn, ví dụ như là 64GB hoặc là 128GB, thì các bạn rất là sợ là bị đầy bộ nhớ khi mà chúng ta lưu trữ quá nhiều hình ảnh và video. Chính vì vậy cho nên là các bạn luôn luôn là tìm cách để kiểm soát được cái phần dung lượng đã lưu trữ trên điện thoại, để đảm bảo là chúng ta có thể là lưu trữ được nhiều hình ảnh và video nhất. Và một trong những cái điều mà làm cho cái dung lượng lưu trữ chúng ta nó bị đẩy nhanh chóng, đó là chúng ta có những hình ảnh và video trùng lặp với nhau. Có nghĩa là chúng ta có hai bức hình trùng lặp và giống hệt nhau, hoặc là hai video giống hệt nhau, thì các bạn nên xóa đi và gộp chúng lại thành một nha. Và để thực hiện được cái việc là gộp cũng như là xóa những cái bức hình và những cái video trùng lặp ở trên điện thoại iPhone, thì đầu tiên các bạn sẽ mở cái phần album ảnh trên điện thoại iPhone lên. Tiếp theo thì các bạn sẽ đang ở phần thư viện thì các bạn sẽ chuyển cho mình vào cái phần là album. Và lúc này thì các bạn sẽ kéo lên. Ở đây thì nó sẽ có một cái mục, đó là mục trùng lặp, các bạn bấm vào đây. Lúc này thì nó sẽ gợi ý cho các bạn tất cả những cái bức hình như là những cái đoạn video mà nó trùng lặp với nhau. Đó, các bạn có thể là xóa hoàn toàn hoặc là các bạn có thể là hợp nhất những cái bức hình mà trùng lặp với nhau như thế này. Ở đây thì mình sẽ chọn là phần đó là hợp nhất. Các bạn cứ chọn lần lượt làm sao cho hai bức hình nó được hợp nhất thành một. Rồi, tiếp theo thì các bạn có thể là vào cái phần là đã xóa gần đây. Và các bạn có thể là xóa đi những cái bức hình và những cái video mà các bạn đã xóa nha. Bởi vì khi mà các bạn mới xóa ở trong cái phần album ảnh thì với điện thoại iPhone thì mặc định nó sẽ đưa vào cái mục là album đã xóa gần đây. Và khi mà các bạn vào cái phần này các bạn xóa hoàn toàn thì cái phần dung lượng cũng như là cái phần video nó sẽ được giải phóng hoàn toàn khỏi bộ nhớ. Lúc này thì bộ nhớ của các bạn nó mới được giảm xuống nha.